Có rất là nhiều các bác hỏi về cái việc kết nối âm thanh từ TV xuống hệ thống loa hoặc dàn sao ba hay là hệ thống hát karaoke thì có gặp phải nhiều cái vấn đề. Chẳng như là sử dụng dây optical cổng quang cắm này thì nó lại vừa ra loa TV mà lại vừa ra loa sao ba hay là dàn âm thanh. Còn dùng dây 3.5 này thì mỗi lần muốn nghe loa TV thì lại phải rút cái dây 3.5 này ra. Hay là sử dụng dây HDMI thì cắm như thế nào? Thì trong clip này thì em sẽ hướng dẫn ba kiểu kết nối âm thanh cơ bản HDMI, optical và cả sử dụng cổng 3.5 trên những dòng TV thông minh xuống dàn loa tai nghe. Các bác nhớ nhấn đăng ký nhé để theo dõi thêm các clip em quay hướng dẫn trên thế hệ các cái chiếc TV thông minh hiện tại đang bán trên thị trường. TV của TCL ấy, hoặc là các dòng TV khác trên thị trường như của LG, của Samsung hay của Sony thì đều sẽ có cổng optical hay còn gọi là cổng quang. Cái cổng này nó sẽ có cái màu vàng, khi mà các bác để ý thì nó sẽ có cái phát sáng ở bên trong của cái cổng kết nối. Đấy, cổng optical digital audio out. Và khi mà các bác sử dụng dây quang thì mọi người sẽ dùng một đầu cắm vào cái cổng quang ở trên TV. Đầu còn lại thì mình cắm vào cổng quang ở trên loa hoặc là cổng quang ở trên âm ly hay cục vang đẩy ấy. Đấy, cổng optical màu vàng này. Đấy, thì mọi người sẽ cắm đúng cựa, sau đó mọi người cắm vào, bên em sẽ cắm nha. Khi mà sử dụng dây optical thì cái dây optical đặc thù nó là dây quang có cái tác dụng là truyền tải nguồn tín hiệu âm thanh chất lượng cao, nguồn tín hiệu lớn ấy. Thì mọi người cắm một cổng vào cổng quang, cổng optical ở trên sườn hoặc lưng của tivi. Đấy, thì khi cắm nó chuẩn ấy, thì đầu còn lại nó sẽ phát sáng nhè nhá. Thì mọi người sẽ cắm đầu còn lại vào cổng optical ở trên loa. Ở đây em sẽ thử nghiệm ở trên loa của TCL. Thì bên sườn nó sẽ có cái cổng quang cạnh cổng HDMI. Đấy, thì đây là một trong những cách cắm. Thì mọi người sẽ sử dụng cái dây quang đầu tiên nhá. Khi mà dùng dây quang kết hợp tách âm thanh từ TV xuống loa sao ba hay là dàn âm thanh ấy, thì mọi người nhìn biểu tượng loa của TV em đang tắt đúng không ạ? Mọi người vẫn nghe được tiếng từ dàn nhé. Đây là tiếng từ dàn này, em di chuyển đến đâu tiếng lên đó nhé. Còn cái loa của TV đấy, vẫn có thể nghe được như bình thường. Đấy, mọi người sẽ tăng nó lên. Đấy, tăng lên thì hai hai đấy, mọi người nghe tiếng vọng không ạ? Thì ở đây là gì? Ở đây là nó đang chạy song song. Thì khi mà sử dụng cổng kết nối cổng optical cho cả loa TV và dàn loa âm thanh ấy, thì cái cách thức mà hay nhất mọi người dùng ấy đó là giảm loa TV xuống rất là nhỏ. Đấy. Không cần phải về không nhé, về không thì nó sẽ xuất hiện, lúc nào nó sẽ xuất hiện một cái dấu X ở cái loa hiện trên màn hình. Mọi người cho nó lên tầm 1, 1 hoặc 2. Loa TV lúc này là nó không có tác dụng gì cả và lúc này chỉ nghe nghe dàn ở bên ngoài thôi. Đấy, đây là cách thức. Thì cái cách này là cách đồng bộ và âm thanh nó sẽ ở cái chất lượng âm là chuẩn nhất, hay nhất. Đấy, di chuyển đến đâu đều có tiếng là như vậy. Đấy, nhiều bác sẽ hỏi về cái này. Thì cái tiếp theo là em hướng dẫn ở trên cổng 3.5. Thì cái cổng 3.5 ở đây là gì? Là một đầu 3.5 là cắm ở trên sườn của TV. Đầu còn lại mình cắm ở trên loa và chuyển TV về chế độ AUX. Ở trên loa thì sẽ có cổng là cổng AUX hoặc là đây AUX in này. Nhưng mà thường cái cách kết nối sử dụng dây 3.5 này thì rất là bất tiện. Đấy, mọi người muốn nghe loa TV mọi người phải rút cái này ra. Muốn lúc nào muốn nghe dàn thì mới cắm cái này vào. Đấy, rút ra rút vào thì rất là bất tiện. Nên là cách hay dùng nhất là sử dụng dây optical hoặc là dùng dây HDMI. Cái cách của dây HDMI này thì nó sẽ hay ở cái chỗ là có thể dùng điều khiển của TV để có thể tăng giảm âm lượng cả loa và dàn âm thanh. Thì một đầu của dây các bác cắm ở cổng HDMI ERC. Đấy, HDMI ERC ở cổng số 3 ở trên các cái dòng TV. Đấy, ở đây là ở ngay bên dưới cổng optical luôn. Đây là trên TV TCL nhé. Đấy, thì mọi người sẽ cắm một cổng. Cái này thì em đã có cái clip chia sẻ rồi. Đấy, mọi người tìm ở cái video là hướng dẫn dùng dây HDMI để đồng bộ sử dụng chung một điều khiển. Đấy, hoặc là kết nối TV và dàn âm thanh qua dây HDMI. Thì thường
thì cái cách hay dùng nhất là dùng dây quang, dây optical thì sẽ tiện nhất. Còn dây HDMI thì nó khá là dài và nó cảm giác nó vướng. Đấy. Còn các bác muốn dùng chung một điều khiển cho cả loa cả tivi thì mình sẽ sử dụng dây HDMI để đồng bộ các bác nhé. Đây, clip này thì em chia sẻ đơn giản thế, là chủ yếu là em giải thích cho các bác là cái việc mà dùng cái dây quang cắm từ tivi xuống dàn, mà khi đó nó xuất hiện cả loa của tivi và loa của tiếng của loa ngoài thì có vấn đề gì không và làm thế nào, thì đơn giản là như vậy các bác nhé.